Rồi, mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Giờ mình đi ra cắt rau găm để vô ăn kèm với gà ủ muối hột của mình. Rau găm này nó bò ra tới ngoài luôn nè. Bò nè, cắt mà luôn nè. Rau găm này tính ra nó dễ ăn quá ha. Ăn sống, ăn trứng lộn nè. Ăn với gà nè, ăn nhiều thứ lắm á, ăn với hải sản rồi đó. Nhưng mà anh không có khoái rau găm thì bằng cái rau gốc cá với rau thơm anh thích hơn. Vậy hả? À. Em thích rau găm. Nhưng mà rau găm nó hình như ăn nhiều nó bị nóng quá nha. Phải có kẹp gà đâu, nó không có bị nóng. Hả? Ăn không là nó bị nóng. Vậy ha. Vậy là hèn chi bữa nay em dặn là cái anh bán gà bán cho em một con hả? Để em ăn kèm với rau găm, để em thôi em ăn bị nóng. Sợ nóng nổi mụn hay gì? Dạ, người nói mụn. Nổi đồi mồi quá, quá thời nổi mụn. Tới cái thời nổi đồi mồi hả? Đúng rồi. Đừng nói nha, nổi đồi mồi là mừng đi nha. Hả? Nghe mấy người nói nổi đồi mồi, mấy người mà nổi đồi mồi á sống dài lắm á. Thiệt có mày nha, chứ thấy trước mắt là trên mặt có đốm đốm đen sao quá. Nổi nó nổi trên tay anh là thấy còn xấu rồi nè. Nghe nói vậy đó mà ai biết. Găm này chắc được rồi nè. Giờ qua thấy tắc với thấy ớt. Cây chanh em hái mấy cái lá chanh về, chanh giấy ba chồng á. Thơm lắm. Hái mấy cái lá chanh đem về để làm gà ủ muối hột. Chuẩn bị trước luôn. Hôm qua ở chợ là tính chuyện luôn chuẩn bị bữa nay ăn luôn à. Mai ăn gì ta? Chị hai chỉ có chặt cho cái mục măng nữa kìa, rồi đem về để ngày mốt ăn tiếp. Hoặc là vài bữa sau phải không? Vậy là ăn bữa nay tính luôn tới vài bữa sau luôn rồi. Đó là giống như gì á, ông bà xưa người ta nói là lo xa đó. ê tính ra lo xa mà chuẩn bị cho mấy ngày sau vậy á. Vậy là có ăn. Còn nếu mà không nghĩ tới mấy ngày sau là tới đó đâu có ăn đúng không? Thấy ghê chưa? Trời ơi, quên hái mấy cái tắc nữa.
đây nè. Ừ. Chứ này chờ đợi cái đợt này coi. Chứ đợt rồi hư quá. Đó, ngay mùa mưa nè, trái hư quá. Đi hay tắt mà đi ngang thấy trái mãng cầu. À. Thấy trái mãng cầu. Wow. Trái mãng cầu này nó cắt vô chắc vài ngày nữa ăn được rồi. Nó nứt. Em nhìn qua bên kia em thấy có trái mãng cầu chín rồi kìa. Vậy nữa hả? Vậy là đứng đây cũng... thấy bên kia luôn. Đây 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 tới đây. Đây. Cái trái này nhìn cái màu nhăn nhăn nè, em nghĩ nó chín nè. Thử coi phải nó chín không nha. Đâu, cái màu nhăn nhăn đâu. Thấy cái mặt nó nhăn nhăn nữa. Ừ đúng rồi, mì mèo luôn rồi anh ơi. Wow, vậy là chuẩn bị hứng gỗ, hứng gỗ. Đó, được chưa? Cầu ơi, cầu rơi bị bà. À. Để bà ngửi chứ bà không ăn. Chắc rớt không, chắc không. Cái này rơi vô gỗ chắc ăn quá. Hả? Ồ nó thơm. Để bị thì bà ngửi đúng không? Còn này vô gỗ rồi chắc bà ăn quá hả? Xúc cùi, chuẩn bị xúc cùi luôn rồi nè. Này không hái là xúc cùi luôn á. Wow, đâu đâu coi coi. Nha. Ôi ôi. Em ơi. Nó mềm ăn được luôn rồi nè. Xa, à nhăn, nhăn đây mãng cầu chín cây. Ôi ôi mãng cầu á cái mùa này á là hên xui là có trái chín mềm vậy ha. À, ăn được thì có trái nó ngọt dữ lắm nhưng mà đa số thấy nó có bị hư á. Em nói không biết có dồi hay không quan trọng. Ừ. Đem đeo hoa hay tắt luôn cái tắt bên. Luôn hả nè rồi tới luôn rồi. À quên nữa rồi nhổ xả nó xả tắt. Ồ. Oh. Bây giờ kiếm nè, ai kiếm được chưa trước người đó hay nè, cái chùm của em thấy cũng có lý á, nhưng mà được chưa? Nhiêu đây đủ rồi nè, nhiêu đây là đủ rồi. Đủ rồi ha. Ồ ừ. Oh, con cá này bự quá, thấy luôn. Ồ, oh, thấy bự con cá nó tiếp tục hả? Ừ. Qua. Em quýnh ra em trồng á. Ừ. Nay nó bắt đất rồi nè. Ừ. Chuẩn bị tốt đó. Ừ. À thôi hiểu rồi rồi. Bây giờ là cái này là tắc xả. Không phải là xả tắc mà là tắc xả. À. Tắc quá hay xả là tắc xả. Vậy ha. Chuyện đó thôi nãy em ra sớm lắm mà anh chặt bằng mấy con ở trong tôi vợ. Vậy ha. Hôm nay anh chị bán đỡ hơn mà anh. Ừ cũng được, lúc này cũng được lắm nha. Dạ. Lúc này cũng được ha, chúc mừng. Nhiêu tiền cho anh? 150 thiếp. Dạ. Dạ để em gửi tiền cho anh. Chung chung thằng Liên Minh cũng bằng 30 mấy con. Ồ, dữ vậy hả? Trời ơi chúc mừng. Bình cũng bằng 30 mấy con. Dạ. Rồi, em nghe vậy là vui rồi đó. Rồi gà vàng tươi luôn. Dạ đi giao hả? Đi giao đang xuống chợ thôi đó. Dạ. Nó đang bằng 150. Vậy hả? Rồi cảm ơn anh chị nha. Vừa đi nhổ xả cái gặp anh Linh trong này, anh kêu ra anh giao gà. Ừ. Bỏ chạy đi ra lấy gà xong rồi giờ ra nhổ xả tiếp. Ừ. Sao nhổ nổi không anh? Nhổ chưa anh? Bứt chưa? Giơ tay em bứt cái cọng ngò, còn này bứt cọng xả đó, bứt nghe cái bực một hồi bật ra sao. Nhổ nó ra được rồi, cái là bắt đầu nó ra nhóc luôn. Ồ nồi luôn nè. Rồi nhiêu đi á, đủ ăn chưa? Wow. Vậy em đi cắt lá, cắt gốc, rễ bớt. Bữa hổm lúc đó, trời nắng nhiều quá, mấy cái bụi rừng của mình à, nó kể như là nó héo, nó khô, nó già, nó trụi lũi luôn. Ủa? còn nhăn tiếp nữa đó. Bây giờ thì nó tươi tốt trở lại rồi nè.
Văn chương của anh em thấy dữ dội không? Nghe lên nó long trọng hấp dẫn à. Dạ nó lụi à. Trời mưa cái nó lên trở lại á à. Là cũ nhiều á. Ờ à, vậy hả. Mình xả nhiều cho nên là mình sẽ bứt chùi chùi lũi bụi xả này luôn hả? Nhóc luôn á, xả em là tao nói nhiều lắm, còn nguyên một cái hàng rào kia luôn á. Xả không luôn. Không chừng đó tới trưa chiều cái mưa nữa nè. Chắc có thể rồi nha, hôm nay âm u quá. Hôm nay là cứ chiều tới là có mưa. Đa số luôn buổi chiều tối á hay mưa á. Con gà này gà mái nó mập thấy sợ luôn nè. Giờ em đi làm gà, được lên ướp gà luôn. Giờ gà em đã làm sạch xong rồi nè, giờ em chuẩn bị em ướp gà. Ướp gà thì em có hành tím với tỏi băm á, em cho vô. Rồi đây là đường, muối, hạt nêm, miếng bột nghệ với tiêu, mình cho vô hết luôn để mình ướp. Giờ em chà xát mấy cái đồ niêm này nè, mấy cái gia vị của nó đó. Ừ. Cho nó thấm, để đây cho nó thấm đi, rồi một chút em chuẩn bị đừng em đi hấp. Đi ủ chứ. Ủ à. Em đi ủ. Lên cái màu nhìn thấy hấp dẫn nha. Nó bột nghệ. Nhìn nín. Rồi xong rồi đó, giờ em để đây cho nó thấm gia vị đi. Chừng khoảng tiếng đồng hồ sau đi em hãy đi ủ muối hột. Muối ớt mình đã đâm rồi, giờ mình dắt tắt vô. Còn miếng la chanh nè. Này lá, số lượng lá chanh này là mấy lá, khoảng mấy lá? 3 lá. Giờ em cho miếng lá chanh vô. Thôi còn miếng em để lên trên con gà hấp á. Gà hấp thì em có chừa mấy cái lá nguyên. Chưa có sắt. Nhưng mà để vô đây nhiều quá thì nó cũng ngon ít thôi. Chén nước chấm của mình đã xong, giờ mình chuẩn bị mình hấp gà nhé. Dọn cái này vô. Bắt đầu chuẩn bị tới gà cá.
mình chuẩn bị mình đi ủ gà. Đây là muối hột với bạc thì mình cho với xuống nồi rồi, giờ mình cho muối hột vô. Một lớp muối hột. Con gà mình nó đụng xuống dưới muối nó sẽ bị mặn à. Cho nên là em độn một cái lớp lá xả. Rồi tới đây là xả cộng nè, em đã đập giặt ra rồi đó, em cắt bớt mới được, nó hơi bị dài. Em rửa sạch rồi cái em đập giặt ra nè, thì em lót xuống luôn. Cho một lớp muối lên nữa nè. Xong bây giờ em đậy lại, em đi xuống cho lên cái bếp. Là bắt đầu em mở bếp lên em ủ được rồi đó. Riêu riêu đây đi, để chừng khoảng 40 phút. Lửa nhỏ thôi nha. Lửa lớn quá là nó sẽ bị khét á. Nghe cái mùi nó lên giống như cái mùi sông vậy đó, xả. Thì để em thử coi, nãy giờ là mình làm gần 1 tiếng đồng hồ luôn rồi đó, nãy giờ để quên. Để coi cho nó chín hay chưa. Hy vọng là đừng khét. Không tin vợ thử ra xem. Khét thì nó không có khét rồi đó. Ồ em thấy nó nứt da rồi nè. Khoan để em xôm thử một cái coi nó còn cái em. Nó có ra cái nước hồng hồng là nó còn sống. Trong veo luôn bây giờ. Thử nữa cái này. Chín rồi đó. Chắc chưa? Nếu mà chưa thì xíu nữa. 5 phút nữa đi. Cho nó chắc ha, nghe nói chắc chưa, nghe thấy cũng sợ sợ. Đây, tiếp 5 phút nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Mở ra. Thôi xíu nữa đi. Sau 5 phút, dở ra và tắt bếp. Thấy gì chưa? Cái muối này mình sẽ để ra một cái tô. Để mai mốt mình ủ tiếp con khác.
Ồ, ăn bữa nay tính luôn ngày khác luôn, ăn tiếp hả? Vậy là thấy món này thấy có lý rồi, phải không? đâu có bỏ được nè. Làm gì dữ vậy? Wow. Con gà thôi mà làm gì vậy? Em gấp đầu lòng ra. Cái phần nồi dưới đây nè, nó đâu có cháy khét gì đâu. Nè, dở lên coi nè ha. À. Lạ vậy không? Ừ. Có cái miếng đó lại hại quá. Là mình để lửa nhỏ nó không có bị cháy. Thơm sung phức luôn. Giờ còn nóng mình khé luôn. Em tính nói gì em nói đi, thấy cái môi em giật giật á, wow, nhìn thấy cái đùi nói không được luôn, nói không nên lời. Nuốt nước miếng à, wow, vậy là tới nãy giờ chú ý hai cái đùi luôn à? Chân muối đâu? À. Chút xíu nữa đi sẽ có tiếng muối liền. Wow, thấy nó còn nóng quá em ơi. Từ từ nha, để bị nóng nha. Mới ra lò thì nó mới ngon. À, em tính nóng hổi vừa thổi vừa ăn hả? Vừa xé ra rồi vừa ăn luôn hả? Để em lấy muối ớt qua cho em nha. Thì lá chanh ăn được không? Không, theo mùi thôi. Vậy để lên đây trang trí luôn đi. À, cái lá chanh này mình cầm bên hông gì đi. Đó, trang trí. À. Con gà cái mình tha có cái miếng bột nghệ lên á. Nó vàng ươm luôn ha. Cái gà ủ muối hột này nè. Mà có bạn bè gì mà đãi nhậu bia gì đó ha. Ngon bắt lắm á. Đúng rồi. Mình không có nhậu nhưng mà mình làm món nhậu. Ừ, dữ ha. Làm món nhậu được chứ không có nhậu. Vậy là có lý rồi. Vậy là ai mà ai nhậu thì cứ nhờ em làm. Nghe đơn giản, mình để mình ủ đó, trong thời gian ủ đó, có bạn bè tới vậy lên ngồi tám nói chuyện đồ được. Rồi cứ để đó, lát rồi xuống chín dở ra thôi. Xong rồi giờ em lấy mấy cái lá rau găm em để lên cái nữa.
mà hả, trang trí xong hồi cuối cùng em phát biểu một câu. Rồi gà ủ muối hột của mình đã xong rồi đó, giờ mình chuẩn bị dọn lên ăn là được rồi. Gà ủ muối hột, mời cô chú anh chị em ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng cơm với gia đình con. Ui cái đằng đi. Rồi. Tiếng ui cái đằng như có trọn vậy không? Mỗi bên mẹ chửi tên đứa cái đùi luôn á. Cha in cái màn rồi xong mẹ o cái dằn cái rồi con không kịp nói luôn hả à. Hai cái đùi em chừa cho hai đứa rồi, muốn hết luôn rồi chừa cho hai đứa không vậy con, còn cái đùi nữa kìa chứ mới tính hết rồi, in cái màn rồi thấy xong rồi phải không, có gì chùa ăn con. Cái thịt gà thơm mùi xả luôn. Thử lá chanh rồi nó ra sao? Thơm mùi lá chanh. Ồ. Cái chén tương ớt gì muối ớt, chén muối ớt lá chanh của em á. Ăn lá chanh mà nghe cái mùi gì nhất phải không? Ớt cay nhất. Em đâm có ba trái ớt kia nhiều. Hạt chi hả mấy tụi con? Đâm có ba trái ớt hiểm. Hạt chi nước cay quá cố luôn. Vậy hả? Vậy gì nó muốn bình lại hả? Cái món gà này mà bạn bè đãi bạn bè uống bia ngon á. Bạn bè anh em gì đó. Có la chanh dữ thường. Lá chanh à? Có ăn thử lá chanh thử nó thế nào? Coi chừng cay nha tí. Nó thơm thơm, nó đắng đắng một chút. Nó mỏng quá các bạn chứ. Hay, là lá gì? Hay không nhận tiếng hay thiệt. Nó có mùi của trái chanh á. Ừ. Thơm. Ừ. Bây giờ tiếng là kiểu như tiếng trải nghiệm mà đó, biết lá chanh sao rồi đó nha. Ừ. Hmm.
có lá chanh lắm, có lá chút cũng được không? Hả? Lá chút quá. Trời ơi. Vậy lá chanh ăn được chứ lá chút chắc để làm kiểu thôi chứ đâu có ăn phải không? Ăn được mà. Nó ăn ra mùi gì sao? Đúng rồi. Thì đó cũng thơm. Có mùi lá chút. Vậy hả? Ừ. Vậy là em cũng có trải nghiệm qua rồi hả? Em nói lá chút không phải là chút ăn ghế rồi nha. Ôi vậy ở đây ba cha con ngạc nhiên rồi, lá chút gì đâu giới thiệu luôn. Cái cây chút mà ở trên An Giang thì An Giang gà hấp lá chút nữa không? Ờ vậy hả? Ở nhà nó như chỗ ông Đạt có trồng một cái cây á. Ừ. Vậy sao? Nó có trái giống giống như gần giống như trái chanh vậy á. Ừ. Lá chút đó nấu món đồ ha, ăn được luôn. Trời nghe tưởng tưởng cây chút mẹ lên ghế phải không? Không phải. Lấy cái lá đâu bỏ đi rồi. Cái lá chút mà mẹ đương ghế đó là để chỉ để rửa cá hồi xưa mà cá rô đồng cá lóc nữa để trong cái gỗ nó hái lá chút nó chà sạch trơn rồi sạch nhớt á. Lúc nói là nghi nghi nhịn mặt cái nghi nghi nhịn mặt là hiểu rồi ha. Nó cũng tự tự như nó canh. Chắc nó dần họ với nhau. Rồi giờ mình ăn cơm xong rồi giờ tới tới gì? Ăn chưng. À là vậy là câu đó là o cái dần hả? Ừ. Cầm đúng cái chân không vậy? Chỉ nói o cái dằn mà quất cái đùi cái ngại lắm nha. Chịu nói không có chân của gà mà. Cái chân của nó mềm luôn. Tiếng chân tiếng. Để ăn. Đó còn cái mẹ cái còn cái. Dạ. Chai hi à. Đố một tiếng là gì? Cái gì? Giờ tới xây sang. Chôm chôm này là bữa về trên ngoại á, chính quyền mua của cái cô ở xóm á. Ừ. Chôm chôm nhà chồng nó ngon sợ luôn á. Chôm chôm cái bạn chôm chôm gì Sawa, Osawa gì đó. Mà chứ không phải chôm chôm Thái nha. Ừ. Nhưng mà ăn ngọt giòn cũng không thua gì chôm chôm Thái luôn á. Ngon ghê. Ừ. Không có phân thuốc. Nghe em quảng cáo cái chôm chôm này ngon quá thưởng thức rồi. Quá về chả nằm ngồi mang một thời cả ký luôn á. Hả? À. Thằng Vinh nó mang 2 ký nữa. Wow. Con nãy giờ ăn nó quá trời giờ không ăn hối luôn. Dạ. Yeah. Nãy giờ con ăn vậy rồi theo con sao phát biểu đi, bây giờ không ngồi ăn rồi ngồi nói đi. Mình thấy là cái chôm chôm này không thích lắm, tại vì ăn cái gà muối rồi xong á, cái xong ăn qua cái chôm chôm thì thấy con thấy nó không có ngọt lắm. Nó trái sạch sạch á, nghĩa là chua chua. Nhưng mà cái này nè chấm như muối ớt á, ăn ngon á. Cứ ở Vĩnh Long á, em hay ra chạy Vĩnh Long em kiếm mua chùm chùm xanh á, về chấm muối, làm chén muối ớt, chấm ăn liền luôn. Nó ngọt không có bằng chùm chùm Thái, nhưng mà cái độ ngọt của nó khô, nó ráo anh thấy không? Là không có phân thuốc á.
Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cả nhà đã xem ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.